Trời ơi. You gotta wait, honey. Are you excited? Cái gì vậy? Is this what you want to eat? Wow, salami and salami sandwiches. Watch. Wow. It's too hot. It's too hot to eat. So watch. Oh my God, she's a snack eater. You should have given her this before the. It's gonna help cool it down. Ngon không con? Còn cô mà ăn chip thì cái chip nào mà không ngon? Mm-hmm. Chỉ có ăn cơm là ăn mì là ăn ba đồ mà người ta cần ăn thì mới không ngon thôi, chứ còn mà ăn mấy đồ này là ngon với con hết á, đúng không? I think she has an American stomach, mm-hmm, not an Asian stomach. Mm-hmm. You like it? Mm-hmm. Which one you like more, the chips or the salami? Chips. At least she's honest. Bà nó hỏi nó thích ăn cái này hơn hay là nó thích ăn cái này hơn, nó nói nó thích ăn này hơn. Okay. Rồi, oh. uống cái này là sinh tố strawberry với lại banana. Con phải uống vô nghe chưa? Khoe cho cô chú coi con có cái giỏ gì đó. Mẹ mua cho con cái giỏ gì. I better find your loving, I better find your heart, better find my love and nothing good. Let's see if it's ready. Mmm. Mmm. Được chưa? Rồi tới con ăn đi. It's good. Xạo. Uh-oh. Cái chú đó chú đuổi dịch á, cái tiếng đó là để đuổi mấy con dịch đi á. Cho mấy con dịch sợ đi, nó đừng có đi lên đường đó, nó ị tùm lum á con. Đi ở đường mình á. Đuổi nó đi, đừng cho nó. Đã khóc đi rồi. Ờ. Tới nhà rồi. Ai tới nhà? Phê cô chú đôi giày mẹ mới mua coi. Phê cô chú đôi giày mang cho mẹ mới mua coi. Giày. Mất tiêu chip rồi hả? Rớt rồi, rớt dưới đất rồi. Con ăn con phải cẩn thận hơn. Rồi bây giờ ăn này đi con. Không sao? Không, see, yeah. I know it. Mm-hmm. Here, take a bite. Nhớ mày không? Thấy không? Thấy cô chú thấy ăn đồ Mỹ không? Cái có cái áo này là tôi để lúc nào tôi cũng để cái giấy, khăn giấy đồ cho nó hết. Mà nó không bao giờ mà nó để cái nó chùi, nó chùi vô áo vô quần không, mà nó không bao giờ nó nghe lời hay sao? Đó, giày mới mua nè cô chú ơi, giày mẹ mới mua nè. Đó, đẹp chưa cô chú? Giày đó giày doctor đó cô chú. Giày á mẹ ơi, giày á. Hả? Ai dám mẹ ơi vậy á? Cái gì ai đó, cái đó là bơ bánh đó. So bad. Ba mẹ con. Ba lụm con hả? Ba mẹ cho là bacon. Ừ, không phải bacon, con nói đi salami. Salami. Not bacon. Okay, they already sent me an invoice. Man, I sent him the money so quick and he sent me my stuff so slow. Yeah. Can you believe I had to call him again today? I told him yesterday. Mm-hmm. I had to call him again today. I said, can you please send me an invoice so I can send you your money? Yeah. I gotta back him. Please. I swear to God. He's so slow and you got so much to catch. Yeah. I'm like, I just sit here and wait for his. Yeah, it's such a big, you know, right now you have a net that's just overfilling. You need to. I swear to God. I say, I asked about for all the order. I say, how much is the shipping? For you is free, Nini. For you is free. Okay, oh yeah. Shipping is included in the price. Mm-hmm. Ngon không? Trời ơi, coi cái chân dẻ nè. Chân dẻ nè, tắm kỳ ra được nhiêu, tắm thêm hai lần nữa xong hết nha. Trời ơi, đôi giày đẹp quá. Giày em gấu đẹp quá. Mang từ nãy giờ không cởi ra luôn. Nó mang nãy giờ cả tiếng mấy đồng hồ của cái mỏ nó kìa. Uống miếng nước, 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 đa đi nước.
hồi nãy là cho ông uống một miếng sinh tố dâu với lại chuối, rồi cho một miếng ăn miếng mì udon. Rồi ok, done. And then she's gonna eat the salami. That's not nice at all, JD. I can't. Không có quá chen được, không được. Ăn xong mới rửa tay. Rồi chùi vô đây, đúng rồi. Giỏi. Đúng rồi. Ăn đi, ăn salami với lại con nói đi salami. Salami. Sandwich. Sandwich. Đúng rồi, sandwich là phải đưa cái mỏng mép bốc ra. Salami and sweets. Sandwich. Chu cái mỏ ra. Cắn vô. Đúng rồi, phải đưa cái mỏ mép mốt cắn ra mới hết cái nó không. Chắc tôi đập nó quá. Cái nhỏ mẹ ơi nhỏ. Ai mượn con tự làm bự chi rồi giờ con nói mẹ ơi nhỏ. Mm, pretty good, right? You like the cheese? Con ăn con ngồi kiểu kỳ chơi. Đó, salami. Mm, con gì đó mẹ, con gì đó. Salami. Con gì ghê, con ta đang ăn, kiểu con ghê ghê. Con chú coi chay hình chay với ba chay. Hình chay với ba chay làm sao? Chay. Ba làm gì? Ba làm vậy hả? Ba làm cheese, chú má. À, ba làm two cheese. Ba cheese. I better find your loving, I better find your heart, better give it all my love and nothing got a chance tear us apart. Giỏi. Là con lớp. Sweats. Con tâm lắm. Gì? Mami xin gặp mami. Mami sao? Ok, có cô chú nói là mẹ là chay muốn nói tiếng Anh, muốn nghe chay nói tiếng Anh thử coi tiếng Anh với tiếng Việt tiếng nào chay giỏi hơn. Ok baby. Yeah. What do you think, her English and her Vietnamese, which one is better? I think her Vietnamese is better. Ba chay nói là chay nghĩ là ba tiếng Việt chay tiếng Việt của chay giỏi hơn. Chị đi. You like to speak English or Vietnamese? Vietnamese. You want to speak Vietnamese? Ok. You like to speak Vietnamese or English? Yes. Okay, let's speak some English, okay? What's your name? JD. JD? Okay, what is your mom name? What is mommy name? Mommy name, Cô Ăn. No, what is my name? Ngọc. Ngọc, đúng rồi. What is daddy name? Daddy name, Duyên. Duyên, what is Úc name? Okay, man, đúng rồi. What is bà ngoại's name? Bà biết. Cái gì? Không biết. Sao không biết? Không biết nhưng mà chăm gì á. What is ông ngoại name? Không biết luôn ăn. Sao không biết? Trời ơi, nó không hỏi ngoại bà ngoại tên gì, nó không biết nó muốn ăn. Okay, what is your favorite color? Pink. See, baby, she understand the question. Mm-hmm. Rồi, giỏi. Hồng Ngọc hỏi cái màu sắc nó thích là màu gì, nó nói pink. Okay. Who is your favorite person who you like to play with? Kingo. Huh? Kingo. You remember her name? Yeah, JD, who you like to play with? Okay, you like to eat candy? No, no bacon. Oh, you like bacon too? No. You like chicken? No, like bacon. You like salami and sweets, right? Ăn vậy hả? Ăn kiểu vậy hả? Mẹ á. Con á chứ ai? Con làm á mẹ. Con làm á, con lụm lên đi. Lụm lên bỏ vô thùng rác. Trời ơi, nó giỡn mặt với tôi sao, nó bỏ ra dép tôi trời. Trời ơi, dép này là dép đẹp của mẹ đó. Không.
đi con. Sẽ bằng lại, sẽ bằng lại, sẽ bằng lại. Trời ơi, coi cái chân dẻ mà nhìn giống như ghẻ không? Chân dẻ ABC. Nhờ, chân dẻ ABC mà giống ghẻ quá. Ai dám mẹ ơi, ai gì, ba làm cái đồ của ba chứ ai gì. Hello, cái gì á? Put your lips out like this. No, you're gonna waste it if I give it to you. That's why you gotta let me control it, okay? Để ba xông môi cho con. Oh, I see. Yeah. Con hả? Con nói hello. Chứ con kêu look là look cái gì? Yeah, say hello from the other side. Yeah. Cái gì con? Choo choo. Choo choo. Ờ, ba nó nhỏ mắt rồi, nó cũng nói là nhỏ mắt cho nó nữa mà nó nói choo choo. Con, ba, con nói là con muốn. Con muốn. Con muốn. You want some? Yes. Okay, look up. Nhìn thẳng lên, nhìn thẳng lên. Okay, look up. You gotta get the other eye. Okay. Xạo á. Nè, sợ vậy bà cũng chớp mắt rồi sao xạo quá vậy? Nhỏ xạo. Ba xạo. Hả? Ba xạo. I'm not xạo. Look, I got the drops. I put them in my eye. No, she meant that you didn't put it on your her eyes. And babe. Xạo. Trời ơi, nó nói ba xạo. Trời đất ơi. Coi kìa. Trời ơi, có vậy mới mang miết luôn ông ơi đó. No, 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 no. Chùi ra được nhiêu đây nè. Oh, the pink. Ready? All right, we're gonna jump. Ready to jump? One. Một. Hai. Three. Ba. Giỏi. See, that wasn't too hard. Hay quá. Trời ơi, coi mặc cái quần Việt Nam. Mặc quần Việt Nam ha. Còn mặc cái áo hả là... áo gì qua này, áo bơi, áo trong mùa hè, mang đôi giày, dữ chưa? Trời, 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 trời. She stepped in one of the things. Con... Oh, did you open that up for her? Yeah, con đạp Baby, lên. Baby, why don't you sweep it up after you're done? Oh yeah, should I? Of course, I did a whole bag and I swept every single one up. Bà đạp lên cái nổ, cái hộp nổ. Yeah. Yeah. Hi, cutie. Say hi. Hello. How are you? Oh. You okay? Nó mà ở trong nhà thôi chứ mà nó mà ra ngoài đường cái là thôi người ta dừng lại người ta chào nó đồ nó y như nó ở Mỹ rồi với tôi con nít thì vậy đó, thấy con nít là ai cũng từ lớn cho tới nhỏ phải bỏ mũ ra, thấy nó là phải đang đi phải dỡ mũ ra. Kính cẩn thưa chào. Cái đây là Ngọc Giỡn đó nha mọi người nha, Ngọc Giỡn nha. Đó thấy chưa, thấy không? Con hai thấy không? Quay qua hai. Đó hai thấy không? Trời ơi nói trộm bữa nay mày nhìn đẹp quá, mày có mày mới làm tóc hả? Trời ơi, khen bà chay vậy. Trời. Where's your pink? What's your pink? Nói chung là bên này người ta thích thương nít lắm. Oh, your pink box? Thấy nít một cái là người ta làm y như vàng, như ngọc vậy. Hello, hi, you so cute. Dễ thương quá, rồi vậy đó. Đâu á? Đi đâu á? Rồi, nó làm biến không? Ba nó làm biến, nó mới hỏi ba nó là cái hộp màu hồng của nó đâu đi lấy cho nó. Trời ơi. Đại làm biến luôn. Đại chứ không phải tiểu nữa. Sợ nó luôn á. Ờ, rồi cái hả nó đi đánh răng, nó đánh để kể cho cô chú nghe, nó đánh răng. Nó đánh răng mà nó đánh từ ở trong nhà tắm cho nó đánh vô tới phòng ngủ. Nó đánh cho đã xong rồi cái nó leo rồi nó ngủ luôn cái mẹ. Cái Ngọc kêu. Cái Ngọc kêu ủa đi cất bằng chải chứ nó nói không mẹ cất. Trời ơi con nó kêu chịu rồi rồi nó không. Rồi cái gì ta, cái ba bà của nó ngậm á, sát bên nó vậy đó mà nó không lấy đâu nha. Mẹ lấy. What's on your shirt? Mommy. Lâu để tóc lâu cái gì đó. Thả tóc xuống nhìn thấy dễ thương. Trời ơi thấy giống như đi du lịch quá. Ê nó nghe cái giỏ hôm qua mẹ mua con đâu? Sao không xách? So
was somebody complaining about their bird feeders that they had out there, so the management came and took them down. Oh, really? Another tree, you see the empty post? Yeah. Who complained about it? So they most likely anonymous. Daddy. Yeah, like, what's wrong with it? It was bringing the geese over here to feed off of whatever fell from the bird feeders. Trời đi tướng à, trời đi tướng giống giống business woman không? Business woman yeah. Oh, there's a haircut, Jade. Hi, Jade. Yeah. Love your haircut. Did you bây giờ nó đi tới là hi, hello Jay. Tao thích cái tóc mày quá, không hiểu nổi. Nó tới cái là 3 4 5 ánh mắt nhìn nó đó nha. Theo dõi. Em chào chị đại ca mới tới. Đại ca dễ thương quá đại ca. Rồi vậy đó. Đại ca cho em chơi chút mình đại ca. Ừ. Mà nó mà bà đó, bà nói tao có thể ôm mày được không, cho tao một cái nụ, cho tao một cái ôm được không? Nó đi rồi đó, bà nó nói nè đó cái hộp màu hồng đó, ôm đi, ý nó vậy đó. It's make me feel like I want to take JD on a kayak. Should take her out on the kayak. What do you why are you not doing that? We're not gonna uncover the boat. Yeah, I want it. She's done? Are you done? You wanna go up? Cũng muốn đi lên hả? No, you gotta wait. You gotta wait. You gotta spend some time with mommy. Đi lên đằng kia nha. Daddy, say hi. Chào cô chú đi chơi. Chào cô chú đấy. Cô chú con đang chơi kayak. Say hi. I'm kayaking. Đi, đi say lại, cheese. Đi lại đằng kia đi. Đi lại đằng kia đi. Đi lại đằng kia này. Đi lại lên đằng kia nha. She's not having fun. Too much sun. It doesn't look like she likes it. That's gotta be good arm workout, right? Yeah.